Xin mời quý vị ơi, quý vị có biết không, ngày đầu tiên anh Dũng đến trại giam thăm tôi sau 10 tháng xa cách, và anh Quỳnh Phi Dũng đã khóc trước tôi đó quý vị. Anh Dũng nhìn thấy tôi, anh Dũng khóc trước tôi đó quý vị, chứng tỏ là cái sự hấp dẫn của tôi với anh Dũng còn ghê gớm. Tặng cho anh một tặng hơn. Nhưng mà quý vị biết không, phải nói là trong tận cùng của khổ đau thì đó là thước đo của vợ chồng. Tôi nói thật với quý vị nha, sau khi mà tôi đi tù, tôi học được nhiều điều. Hãy mà vợ đi tù mà trên 3 năm đó là chồng chặt cua phúc phong. Nghe giảng hộ quý vị. Rồi vợ đi tù á, chồng đi tù, rồi vợ đi tù á, thì chồng cũng chặt cô phúc phóng. Cho nên làm gì làm, cố gắng đừng vi phạm pháp luật, tan nát hết. May mắn cho tôi là tôi vẫn còn một anh Quỳnh Phi Dũng. Cả thế giới này có thể quay lưng với tôi, nhưng chồng tôi chưa bao giờ quay lưng với tôi. Đó là quý vị vẫn thấy không? Tôi vẫn phong độ xinh đẹp như chưa từng đi tù, đúng không quý vị? Mình có lẽ hôm nay là ngày tôi hạnh phúc nhất. Tôi muốn nói lời cảm ơn với tất cả mọi người đã dành cho tôi một cái tình cảm chân thành và luôn ủng hộ Đại Nam. Đó là những gì tôi nợ nhân dân một tình thương, nợ anh Quỳnh Quý Dũng một ân tình, và tôi nguyện sống vì dân. Và thấy đồng bào miền Bắc bị lũ lụt, tôi đọc kỹ lắm quý vị, đọc từng chi tiết một. Sau đó tôi nói với lại một quản giáo: trời ơi, sao không thả tôi về đi, cho tôi về với dân đi, tôi còn giúp dân nữa. Tôi nói bằng tất cả máu và trước mắt của tôi. Và hôm nay tôi đã trở về và tôi sẽ cố gắng làm hết những gì giúp dân, giúp nước. Đó là lý tưởng sống của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Quỳnh Quy Dũng, được không quý vị? Khi tôi bị bắt vào thì hỏi tôi là tổ chức nào đã thuê tôi, và tôi chửi thuê cho ai? Có lẽ là tôi đã chửi thuê trong trời. Và trong tận cùng của khổ đau, tôi cũng biết kêu trời, vì tôi đã hy sinh cho nhân dân bằng những câu chuyện tôi làm. Đến ngày hôm nay, dù thương dù ghét gì thì tôi cũng đã mang niềm tin của nhân dân đến với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đó là một sự thật, dù thương hay ghét không thể phủ nhận bà Nguyễn Phương Hằng, đúng không quý vị? Và quý vị thấy bao nhiêu cơn bão đã đi qua, nhân dân và nghệ sĩ tự phát, chính quyền không quyên góp được bao nhiêu, cuối cùng tôi đã làm một điều mà chính tôi đã trả một cái giá là tù tội. Tôi không ân hận, vì chỉ có tôi mới hiểu được tôi làm điều gì. Trời biết, đất biết, lương tâm tôi biết. Và cái khổ đau đó tôi là người gánh lấy. Ngày hôm nay tôi sẽ phát biểu cái lời xin lỗi đó trước công chúng. Trước nhất tôi muốn nói lời xin lỗi đó đầu tiên là mẹ của tôi. Tôi đã cách xa mẹ tôi 2 năm rưỡi. Và tôi xin lỗi chồng con tôi, vì tôi hy sinh cái tình riêng mà dành cái tình chung cho quý vị. Và cái cuối cùng là tôi xin lỗi bản thân tôi, đã quá khổ đau trong cái cảnh tù tội. Có đúng không quý vị? Và cái khổ đau đó tôi là người gánh lấy. Tôi chỉ muốn xin quý vị một điều, kể cả những người làm báo chí, lên đài, lên YouTube, làm ơn tha cho tôi. Bà tù, bà Hằng vừa mới đi tù, bà Hằng bị kêu án tù. Đó là một cái điều gì đó rất cay đắng cho tôi. Một người phụ nữ như tôi vi phạm pháp luật thì tôi đã đi tù, và ngày hôm nay tôi đã trở về được tự do, thì làm ơn đừng nhắc tới chuyện tù tội của tôi nữa.
Vì tôi đi tù vì nhân dân thì xin hãy bỏ cái chữ tù tội đó dối với tôi đi. Tôi đi gom ghế cho quý vị ngồi đó. Người ta có phúc, người ta gieo quả cho tôi. Bây giờ tôi đi qua những cái quả đó rồi thì tới thời điểm tôi được hưởng phúc. Có đúng không quý vị? 2 năm rưỡi không phải là một thời gian dài, nhưng không quá đối với một người phụ nữ như tôi. Tôi đau khổ tới tận cùng bằng sự khổ đau, nhưng tôi không bao giờ ân hận, là bởi vì sao? Tôi chỉ có một lần để sống. Bây giờ nói tôi á, là tổ chức thì cũng không có tổ chức, nói tôi thế này cũng không có thế kia, thì rõ ràng tôi làm theo sứ mệnh của trời Phật. Và bằng chứng là quý vị thấy tôi quốc không trượt phát nào. Tôi không phải là chim tinh gia, tôi cũng không phải là thần thánh, nhưng tôi là Nguyễn Phương Hằng, yêu nước thương dân. Có đúng không quý vị? Quý vị phải công nhận là tôi thật là ghê gớm. Vì tôi đi gom ghế cho quý vị ngồi. Và sau bao nhiêu thương tích thì tôi có thương hiệu. Đúng không quý vị? Tôi chưa bao giờ xấu hổ, tôi chưa bao giờ nhục vì tôi đi tù. Vì tôi không hút máu nhân dân, tôi không làm điều gì sai, tôi chỉ muốn hy sinh cho nhân dân. Có đúng không quý vị? Bây giờ ai nè bỏ 1.000 tỷ ra mua cái nhẫn kim cương này, tôi cho vô quỹ mặt trận tổ quốc liền. Mua đi, mua giùm tôi đi, 1.000 tỷ tôi cống hiến vô mặt trận tổ quốc Việt Nam. Tôi hứa danh dự với quý vị, lời hứa ngày đầu tiên tôi xuất hiện tại Đại Nam. Và sau cái buổi này thì tôi mong rằng cái drama của Nguyễn Phương Hằng khép lại. Và tôi cũng xin nói rõ là từ khi tôi rời khỏi trại giam An Phước là ngày 19, hôm nay là ngày 29, tôi chưa một lần xuất hiện trước công chúng, tất cả là hạ kè. Và cũng từ hôm nay trở đi, tôi cũng không bao giờ tổ chức một cuộc live stream nào hết. Vì sức người có hạn, cuộc chơi thì quá dài, cho nên tôi còn chồng, còn con, còn yêu bản thân tôi nữa. Cho nên tôi xin khép lại. Và tôi sẽ xuất hiện ở Đại Nam khi cần. Và Chủ nhật tuần tới, tuần tới, tuần tới nữa, tôi sẽ cháy hết mình với quý vị. Tôi đã có những giấc mơ. Cái này thật khó chứ. Và kêu gọi tôi. Và khi tôi nói ra thì anh Dũng phản ứng với tôi rất là tiêu cực. Vợ chồng tôi có những lúc tưởng chừng như đi đến bờ vực thẳm là ly hôn. Nhưng cứ mãi phô thúc tôi, cứ nói với tôi những cái điều mà bây giờ quý vị thấy rồi, sau khi tôi đi tù thì quý vị thấy rồi đó. Đó là sự thật. Đó là về một vấn đề nhạy cảm. Và tôi không thể nói với ai hết, là về cái vấn đề tâm linh. Tâm linh không đùa được đâu quý vị. Có thể tôi mang một sứ mạng, hoặc là có thể một ai đó đã ai oán một điều gì đó, đã xúi dục tôi và luôn kêu bên lỗ tai tôi. Cho nên tôi muốn không trượt phát nào. Mà tôi đã điều hành suốt nhiều năm nay. Bảo luật như thế này, Nguyễn Phương Hằng tôi đã được anh Quỳnh Huy Dũng hồi phục lại tất cả những chức vị trong công ty mà tôi đã điều hành suốt nhiều năm nay. Và hôm nay tôi xin trân trọng báo tin cho quý vị, Nguyễn Phương Hằng tôi dùng 10 tỷ để ủng hộ chương trình này. Bản lên để trao tặng cho quỹ mặt trận tổ quốc Việt Nam. Đây là 10 tỷ đồng do tôi là Nguyễn Phương Hằng đại diện cho công ty trao tặng 10 tỷ đồng cho quỹ mặt trận tổ quốc Việt Nam. Thật sự là tôi vô cùng hạnh phúc và xúc động khi thấy mọi người vẫn còn yêu thương tôi, vương mến Đại Nam, cũng như ủng hộ tôi. Và tôi xin nhường lời cho anh Quỳnh Huy Dũng.